đập của Trung Quốc trên sông Mekong giữ lại lượng nước lớn trong đợt hạn hán khốc liệt năm ngoái ở các nước vùng hạ lưu, trong đó có Việt Nam, một công ty nghiên cứu của Mỹ cho biết hôm 13 tháng 4. Báo cáo của công ty Eyes on Earth, chuyên nghiên cứu và tư vấn về nước, là kết quả của một cuộc nghiên cứu được chính phủ Mỹ tài trợ qua sáng kiến hạ vùng Mekong của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Dẫn dữ liệu vệ tinh đo đạc ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc, nơi thượng nguồn sông Mekong chảy qua, báo cáo cho biết vùng này năm 2019 có lượng mưa và nước tan ra từ băng tuyết hơi cao hơn mức trung bình trong giai đoạn từ tháng 5 tới tháng 10 là mùa ẩm ướt. Nhưng trong cùng thời gian, mực nước đo ở hạ nguồn dọc theo biên giới Thái-Lào có những lúc thấp hơn thông thường tới 3 mét. Điều này cho thấy Trung Quốc không xả nước, dù việc tích nước của Trung Quốc gây tác động rất nghiêm trọng tới nạn hạn hán mà vùng cuối nguồn phải chịu. Ông Alan Bassis, một nhà khí tượng học và là chủ tịch của Eyes on Earth, phân tích. Trung Quốc có 11 đập trên sông Mekong nhưng họ không công bố các con số chi tiết về lượng nước các đập giữ lại. Theo Eyes on Earth, tổng dung tích các hồ chứa đó lên tới hơn 47 triệu mét khối. Công ty nghiên cứu của Mỹ kết hợp dữ liệu vệ tinh thu thập được với công nghệ cảm biến kế chuyên dụng vi sóng ghi hình ghi âm để phát hiện nước mưa và nước băng tuyết tan trên bề mặt ở khu vực sông Mekong trên đất Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 92 tới cuối năm 2019. Dữ liệu này tiếp đến được so với các mực nước đo được tại trạm thủy văn Changxian của Thái Lan là trạm gần Trung Quốc nhất để tạo mô hình mực nước tự nhiên khi có mưa hoặc băng tuyết tan ở thượng nguồn. Trong những năm đầu của giai đoạn được nghiên cứu, mô hình dự báo và các mực nước đo được nhìn chung bám sát nhau. Nhưng từ năm 2012, khi các đập thủy điện lớn của Trung Quốc ở thượng nguồn Mekong hoạt động, mô hình và mực nước đo được bắt đầu lệch nhau trong hầu hết các năm, cũng là những giai đoạn các hồ chứa của các đập Trung Quốc tích nước vào mùa mưa và xả nước vào mùa khô. Sự khác biệt rõ rệt nhất là năm ngoái. Tháng 7, 2019, mực nước sông Mekong xuống đến mức thấp kỷ lục trong 100 năm ở vùng biên giới Thái-Lào-Myanmar. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 14 tháng 4 bày tỏ quan ngại sâu sắc trước kết quả cuộc nghiên cứu, trong khi Trung Quốc bác báo cáo của Eyes on Earth nói rằng các cáo giác này là vô lý.